Rồi, hello, xin chào tập thể anh em thợ máy. Chúc mọi người hôm nay thứ hai đầu tuần sức khỏe. Xin chào anh Trang Nguyễn Hợp. Thì anh em hy vọng rằng đêm nay chúng ta chia sẻ cho Tiến Tuấn. Thì cũng là nhân dịp vào cái tháng 9 này, là cái tháng dương lịch, cũng là cái tháng tất cả các cháu vào một cái trường mới. Thì lâu rồi Tiến Tuấn không dạy lại online. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình nghỉ cho sức khỏe nó khỏe lại. Đấy. Và tiếp tục và phục vụ cho cửa hàng và ship cóp hàng và dạy vài anh em tại cửa hàng. Thì không có gì hơn, thì Tuấn chỉ biết là tri ân cho anh em vào tháng 9 này khoảng 5 đêm online miễn phí. Đấy. Ưu tiên cho tất cả anh em mua phụ tùng. Thì bây giờ tất cả anh em nào mua phụ tùng thì hãy truy cập vào cái đường link ở Facebook này để Tuấn đưa vào cho anh em cái nhóm. Thì chúng ta sẽ gặp nhau vào đêm mùng 10 nha. Có thể là cuối tuần này đấy. Hôm nay sẽ là mùng 5 rồi. Đấy, mùng 5. Thì hẹn tất cả anh em vào mùng 10. Có thể là rơi vào cuối tuần này. Chúng ta sẽ có 5 đêm online miễn phí cho anh em về sơ đồ mặt điện và vài trên con xe FI. Đó là cái cách mà mình chia sẻ cho mọi người. Rồi mình sẽ gửi cho anh em cái link nha. Anh em cái link anh em truy cập vào. Đây ạ. Tất cả anh em bấm vào trong này, bấm cái nút theo dõi. Theo dõi, cảm ơn anh em. Đây. Đây. Đấy, anh em nhấn vào cái đường link ở bên dưới này nha. Em đã ghi cái link của Facebook Tuấn Thần Tạt. Đấy. Chuẩn bị vào đây này, mọi người kích vào đường link. Em xin chào Minh Tùng. Chào toàn thể anh em. Từ từ, chưa thấy nó lên ta. Đây, cái đường link này. Đấy, em ghim. Đấy. Rồi mọi người cho em cái chia sẻ. Chào anh Ngô Đàm. Đó. Cái này thì mình chỉ là mình làm nghề, mình biết cái gì mình chia sẻ cho mọi người. Còn anh em nào biết rồi thì vui lòng bỏ qua. Đấy, còn anh em nào không thích mình thì chúng ta hãy lóc luôn. Đó. Tránh cái trường hợp nó hơi bị phiền phức, không đáng tiếc xảy ra trong cái buổi livestream hoặc là trong một cái nhóm học. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người, những tấm lòng của anh em luôn đồng hành và ủng hộ mình. Đấy, anh em chia sẻ, mình sẽ hướng dẫn cho anh em vài cái mặt sơ đồ mà dạo này anh em cứ hay gọi. Và nhiều lúc anh em gọi live time, nhiều cái bộ dây điện mà anh em cứ phải lấy dao dọc giấy, chúng ta dọc tân bằn ra. Mà thì đương nhiên nó sẽ nhìn vào, nó sẽ bị rối, bùi nùi một đống dây luôn. Mấy chục dây mà, một con IC khoảng 33 chân, thì nhiều con xe nó làm việc khoảng hai mấy chân rồi. Thì anh em cắt như vậy ra thì đương nhiên màu dây nó rất mệt. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bóc tách cho anh em đêm nay về con S-Size. Đấy, một con xe S-Size và đồng thời một con xe SQM mới cho mọi người hiểu. Đấy, nếu mọi người nào cảm thấy được đón nhận được cái video này hay thì mọi người cho cái like. Còn anh em nào cảm thấy biết rồi, cảm thấy mình hướng dẫn nó không hay thì anh em vui lòng bỏ qua. Còn anh em nào ghét đi nữa thì anh em lóc luôn. Nè, chúng ta lóc luôn cái Facebook Tuấn Thần Tạt hoặc là cái Facebook Tay Ga Đình Tuấn lóc luôn để chúng ta tránh cái tình trạng mà không hay khi chúng ta đang like ở như thế này. Cảm ơn mọi người. Rồi, những anh em nào mua phụ tùng thì ở bên dưới này em đã ghi cái đường link đấy, mọi người hãy kích vào nha. Dù mọi người mua chai nước rửa lốc mấy chục nghìn cũng vậy, thì Tuấn có 5 đêm hướng dẫn cho mọi người chia sẻ những cái gì mình đang có. Đấy, hy vọng rằng anh em đón nhận. Cảm ơn mọi người. Và sau khóa học này nó kế tiếp nó sẽ là làm lợi bên sân con cho tất cả anh em nha. Đấy, tất cả vừa rồi những anh em nào đã chuyển khoản về làm bên sân con với giá cực kỳ rẻ, cung cấp cho anh em đồ và tất cả những đồ chơi, đúng không ạ? Phải để cho anh em hiểu thế nào là bình xăng nha. Cái đường gió chính, đường gió phụ, bét chính, bét phụ và ống sáo nó phải hoạt động như thế nào, chứ không phải là cứ đâu cái bình xăng người khác chọt rồi anh em vào lại chơi tiếp thì nó không hay nha. Đúng không ạ? Thiếu gió hay là thừa gió, thiếu xăng hay là thừa xăng thì mời anh em đón nhận vào trong cái nhóm học về bị xăng. Còn những anh em nào đã chuyển khoản ok thì Tuấn đã lưu vào trong sổ, kế tiếp mình sẽ gửi đồ nghề cho mọi người. Cảm ơn 64 người đang xem. Rồi, những anh em nào chia sẻ kết bạn, và đặc biệt các bạn mọi người phải chụp lại cái bu hoặc anh em đã nhận được cái quà của mình hoặc là những cái phụ tùng của mình, chụp mình sẽ gửi anh em cái đường link, anh em truy cập. Còn những anh em nào mua máy, chúng ta lại có một cái nhóm đặc biệt hơn.
mua máy nhận được máy. Nếu liên hệ với Tỷ Toán Zalo cảm thấy không thấy trả lời, các bạn gọi cho Tỷ Toán một tiếng. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, những anh em nào đang đam mê thì anh em cho cái quả xẻ. Cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em. Đó, hy vọng rằng 5 đêm online miễn phí vào cuối tuần này online sẽ là không đồng. Hy vọng rằng anh em hiểu được về sơ đồ mặt điện. Đấy, về bắt bận trên con xe, cảm thấy chúng ta sẽ tự tin hơn. Không còn khó. Bởi vì ở thời buổi này không còn khó như ngày xưa, nên chúng ta phải chịu khó đọc để chúng ta thành công. Nóng quá mọi người ơi, chắc phải xin phép mọi người bật cái quạt chứ đứng thế này một chút xíu nó khá là nóng nhá. Rồi, chia sẻ đủ 100 người đi anh em, 80 người đấy ạ, 7 mấy người rồi. Cho Tỷ Toán vài cái quả xẻ nữa đủ 100 người, bắt đầu mình quay lại màn hình. Rồi, mình sẽ phép bật cái quạt tí anh em, nó khá là nóng trong người. Rồi, ok, cảm ơn mọi người, mình ngồi cái này cho nó an toàn. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ quay về phía trước nha anh em. Đấy, cái cam mình sẽ để đối diện cái tivi. Thì mình lấy những cái điện thoại nào nó nét nhất để hy vọng rằng chia sẻ cho anh em nhiều cái clip nó hay nhất trên con xe. Rồi, anh em có thể để lại bình luận hoặc là anh em truy cập vào cái đường link Facebook Tuấn Thành Đạt. Bởi vì Facebook Taiga Tỷ Tuấn nó khá là đông nha. Nó khá là đông rồi, không thể nào chúng ta kết bạn được nữa. Thì chúng ta hãy di rời ra cái Facebook Tuấn Thành Đạt. Cảm ơn tất cả anh em. Hoặc anh em truy cập vào theo dõi ở trong cái Messenger, trong cái live stream trực tiếp ở trong cái trang fanpage. Đấy, để chúng ta đón chào những clip hay. Cảm ơn mọi người. Bắt đầu. Mọi người thấy nét, mọi người bấm cho cái số 1. Nếu mọi người nhìn thấy sơ đồ nét. Rồi, mọi người thấy nét, mọi người bấm hàng loạt cho em cái số 1. Cảm ơn tất cả anh em. Thì buổi tối nay thì Tuấn hướng dẫn cho anh em về mặt sơ đồ mặt điện trên con xe Exide 150/2019/2020. Đây, anh em nhìn thấy cái này của Exide AX. Anh em nhìn trên màn hình bên trái đầu tiên, anh em nhìn thấy chữ Excenter 150/2019/2020 mặt đèn LED. Thì đầu tiên hướng dẫn cho tất cả anh em thợ máy, ở đây là cái mặt cấp nguồn. Thì anh em hãy nhìn vào, ở đây nó sẽ có một cái cầu chì tổng. Đó, cầu chì tổng là cầu chì 15A. Cầu chì 15A thì đương nhiên anh em sẽ nhìn thấy đây là cái ray đỏ. Nè, đỏ sau cầu chì mà lại trước khóa này. Thì đầu tiên nó sẽ là 12V sẽ là trực tiếp từ cầu chì 15A. Nó nuôi cho gì? Đấy, nó nuôi cho IC, tiết chế chỉ lưu, cụm đồng hồ để nhớ giờ, relay quạt, giấc chẩn đoán đọc lỗi. Trên tất cả những cái dòng xe IA có 12V trực tiếp và bơm xăng. Và kế tiếp ở đây sẽ là qua cầu chì tổng 15A sẽ đi qua cầu chì phụ 7,5A, nó đi tới bộ định vị tìm xe. Bộ định vị tìm xe, bởi vì xe này có cái remote. Đó, anh em lưu ý nó bị ở đâu thì chúng ta hãy khoanh vùng, chúng ta tìm kiếm ở đó. Anh em thợ chúng ta không nên bóc tắt quá nhiều cái bộ dây điện trên một con xe. Khi nó xuất hiện quá nhiều màu dây nên chúng ta cảm thấy nhìn bị choáng ngợp. Đồng ý không ạ? Cả nhà đồng ý không? Thank you, 100 người, gần 100 người rồi. Vừa xem live, vừa hay, vừa chia sẻ để cho anh em thợ khác cùng xem. Rồi, hôm nay nó sẽ là cái mục quan trọng nhất là khi chúng ta bật khóa điện, mặc định màu dây trên dòng xe IA, nó sẽ là màu nâu, đúng không ạ? Ở sau công tắc máy. Màu nâu sau công tắc máy. Thì lúc này sẽ có 12V đi qua cái công tắc dừng động cơ màu đỏ phía bên phải. Cái công tắc này đấy, nó sẽ có nhiệm vụ tắt mở để làm gì? Đóng mặt cho IC, cấp 12V vào IC. ECU, ECM mình bữa nay sẽ gọi cho anh em là con IC.
Mobin, Kim Phun. Đấy, khi anh em tắt cái công tắc dừng động cơ màu đỏ phía tay phải ở bên tay ga thì lúc này chúng ta sẽ đề sẽ mất lửa, mất phun. Đó. Rồi, kế tiếp nó sẽ là 12V sau khóa chạy qua cầu chì 7,5A để nuôi cho gì? Rơ le đèn pha, bộ định vị tìm xe 12V sau khóa, cụm đồng hồ, công tắc phanh. Và ở đây nó sẽ chạy ra một cái trạng 2, nó nuôi tiếp tục cho rơ le quạt. Đấy, và đồng thời iốt. Đấy, rơ le xi nhan. Bởi vì xe này có bộ tìm vị, tìm xe nên lúc này nó luôn luôn có con iốt chặn một chiều. Bất kỳ một dòng xe nào có cái bộ tìm xe trên cái dòng xe IA và Honda. Và đây 12V sau khóa nó sẽ ra gì? IC và còi xe chẳng hạn như thế. Đó. Ở đây nó sẽ là một cái mặt để nó bóc tắt cho anh em mặt cấp nguồn. Bóc tắt. Để cho chúng ta bị ở đâu thì chúng ta chỉ cần đi soi và đi kiểm tra ở đó thôi. Chứ không cần phải anh em phải nhổ hết những cầu chì này ra kiểm tra tá là. Được không ạ? Đấy, anh em lưu ý. Rồi, cái này mình sẽ giảng sơ qua cái mặt cấp nguồn cho cả nhà. Mặt còi thì trên tất cả những dòng xe Yamaha thì luôn luôn nút còi nó sẽ chờ mát, khác với Honda. Bởi vì nút còi sẽ có 12V sau khóa là dây nâu rồi, chờ mát từ công tắc còi. Nhớ mặt xi nhan. Mặt xi nhan ở đây có một con diốt một chiều trên dòng xe A, nếu có bộ tìm xe nó sẽ nằm sau cục chớp xi nhan. Nhưng ông kỹ sư của Honda ông bảo bây giờ tôi thiết kế nằm sau cục chớp xi nhan. Thì ông kỹ sư của IA thì ông bảo bây giờ tôi nằm sau cục chớp có sao không? Thì hai ông bảo hôm nay không có sao. Đấy ha. Ok. Thì con iốt một chiều này nằm trước cục chớp cũng được, nằm sau cục chớp cũng được, tùy theo nhà sản xuất. Honda và IA luôn luôn đối nghịch với nhau khi thiết kế, kể cả quả bê tông. Đúng không mọi người? Vừa xem vừa nghe, tay vừa thả cho cái like. Đấy, like hoặc là tim. Muốn kết bạn mua phụ tùng để vào trong nhóm học thì vui lòng nhấn vào cái đường link ở phía dưới Facebook Tuấn Thà Đạt. Rồi, mạch đèn phanh không có gì, nó là hệ thống LED, chip LED. Mặt báo xăng chẳng có cái gì cả. Đúng không ạ? Đơn giản hiểu như Jimway. Rồi, đặc biệt ở đây ưu tiên cho tất cả anh em mua phụ tùng. Và anh em đang gặp khó khăn về cái mặt đèn đêm này. Đó, có nhiều anh em bây giờ mặt đèn đêm không sáng nên có rất nhiều anh em đang khó khăn về mặt đèn đêm. Bởi vì sao? Xe này nó có con rơ le đèn. Đó, rơ le đèn. Chip LED này thì anh em nghịch thoải mái. Rồi, và sau khóa học online về FI4 hoặc 5 đêm vào cuối tuần này, rơi vào ngày mùng 10 tháng 9 dương lịch. Sau khóa học này, nó sẽ là tất cả những anh em nào yêu mến khu vực mình có bình xăng con để kiếm được số dư nho nhỏ để chọt làm lợi xăng, biết về bình xăng con thì liên hệ vào Điện Tuấn Zalo 0909 755 993. Mặt đèn. Rồi, mặt đèn này thì anh em sẽ nhìn đây. Rồi, cái gì cũng vậy, chúng ta phải đi tìm từ cái gốc cho tới cái ngọn. Đấy, chúng ta được sinh thành ở đâu thì chúng ta phải nhớ tới bố mẹ. Bố mẹ sẽ nhớ tới ông bà, tổ tiên. Đấy, chúng ta phải đi tìm từ cái gốc. Xong dần dần nó mới lớn mạnh lên. Đấy, ok. Cái gốc mà chúng ta không hiểu về cái gốc mà chúng ta lại chọt ở cái ngọn thì thật sự làm cái FI này nó rất khó. Nên hy vọng rằng anh em đọc được cái sơ đồ này thì anh em sẽ làm được tất cả FI. Vấn đề còn lại là chúng ta có kinh nghiệm
để bắt bận trên con xe đó nữa hay là không. Học để biết còn làm được hay không, đó là do tố chất và con người của chúng ta. Và đặc biệt nữa, thành công hay không thì chúng ta phải nhờ vào rất nhiều vào khách hàng, rất nhiều vào ban bận để chúng ta đúc kết được ngày hôm nay. Không phải đi học về là giỏi được. Đi học để các bạn hiểu và đọc được sơ đồ. Anh em đồng tình không? Học để hiểu chứ không phải học về để thành công được. Thành công còn ở chúng ta. Những ưu tiên ưu đãi cho tất cả anh em nào mua phụ tùng nha. Đó. Rồi, mọi người chia sẻ đi. Đúng rồi, cứ chia sẻ, vừa xem vừa chia sẻ, đừng có tụt like anh em hiểu không? Đôi khi người dạy phải nghỉ một chút xíu, uống cốc nước chẳng hạn như vậy, nói liên tục thì đương nhiên nó băng cái cổ họng ngay. Cảm ơn quý vị. Nói liên tục thì đương nhiên nó sẽ bay cổ họng ngay. Cứ phải từ từ. Có gì đâu, cái này em tri ân cho anh em là mua phụ tùng của em thì đều vào trong nhóm học online thôi anh ơi, không có cái gì cả. Rồi. Tất cả anh em mua phụ tùng đều được vào nhóm học nhé. Chờ em một chút. Rồi. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ bật khóa điện thì đương nhiên sẽ chạy qua một cầu trì phụ. Trên những dòng xe A nó rất ít cầu trì. Đấy, cầu trì phụ 7,5A. Nó sẽ chia nhánh ra cho anh em chạy ở đây. À, đúng không? Rồi tiếp tục ở đây anh em phải lưu ý nó có con relay. Relay đèn. Đấy, chúng ta nhìn ở đây sẽ là một cái tiếp điểm cuộn dây. Thì đầu tiên chúng ta muốn được đèn nó sáng. À, cái đèn này sáng, cốt và pha. Thì lúc này sẽ có 12V chạy tới cuộn dây của con relay. Thì lúc này anh em phải bật công tắc đèn đêm. Công tắc đèn này ăn mát. Sau đó bật công tắc đèn thì lúc này sẽ đóng tiếp điểm. À, switch. Đấy, nó sẽ cấp mát cho cuộn dây của con relay. Thì relay lúc này sẽ làm gì anh em? Đóng cái tiếp điểm này sập xuống. Rồi, đóng tiếp điểm này sập xuống. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây sẽ là một cái điện áp 12V, nhưng nó lại là ký hiệu cái dây màu xanh chạy vào hai chip LED. Ở đây sẽ là hai con chip LED. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được nối tiếp. Thì anh em nhớ nhìn đây, hai chip LED ở đây chúng ta nhìn thấy tương đương nó y xì một con iốt, đúng, iốt phát quang. Gọi chip LED hoặc là diode phát quang. Thì lúc này chúng ta sẽ là gì? Bật khóa điện IC sẽ dập mát cho LED nuôi ở đây, cốt phà. IC dập mát. Ở cái dây màu đen sọc vàng, IC dập mát. Thì lúc này các bạn làm gì? Đóng tiếp điểm của relay đèn. Lúc này sẽ có điện áp 12V cấp tới chip LED. Nhưng lúc này anh em cấp nguồn 12V và mát IC thoải mái kể mát sườn. Ở trong này anh em cứ nhìn thấy bất kỳ một con chip LED nào có ký hiệu R là điện trở, hoặc một con IC điều khiển LED, thì lúc này xuống đây nó sẽ là hạ áp. Ok, để làm gì? Để cho bóng này LED này không cháy. Tương đương với một chip LED này khoảng 3V, hai bóng khoảng 5V vấy cho 6V. Thì lúc này có IC điều khiển LED, thì lúc này chip LED của chúng ta sẽ không cháy nhé. Đó là mặt ổn áp ấy. Anh em cứ nghĩ nôm na như vậy thôi. Rồi, thì đầu tiên đèn của chúng ta không sáng thì ai cũng vậy. Hãy kiểm tra công tắc đèn. Chúng ta hãy nhìn thấy công tắc đèn này dương
hay là cấp mát. Thì ra công tắc đèn này nhìn thấy đen đen. Chúng ta thử đo ra sườn. Thông mặt. Thế là cái công tắc đèn này cấp mát cho con relay. Cuộn dây lúc này sẽ đóng tiếp điểm, thì lúc này led của chúng ta sẽ sáng. Còn ở đây sẽ là cái công tắc pha cốt. Pha cốt. Thì lúc này chúng ta sẽ là gì? Pha thì lúc này sẽ là đèn pha sáng. Ở đây là gì? Ở đây sẽ là cái passing. Hai tiếp điểm này đang hở. Khi chúng ta cứ nhấn thì đương nhiên đèn pha sẽ nhấp nháy nhá. Đèn pha ở đây chỉ có một chip led. Bất kỳ ở trong một đèn led nào anh em nhìn thấy không thấy ký hiệu R và IC điều khiển led thì anh em không được lấy nguồn và lấy mát trọt vào, nó sẽ sinh ra cháy led. Còn ở trong này có mặt điều khiển hoặc ký hiệu R, đúng không ạ? Thì anh em cứ lấy một cái điện áp bình điện âm và dương các bạn trọt thoải mái nhé. Đó, hãy bắt nguồn như là vậy. Rồi, còn một ngày nào đó cái đèn nó không sáng, anh em muốn kiểm tra nhanh thì anh em tháo con relay ra, anh em nối cho điện Tuấn hai sợi dây trực tiếp. Đèn sáng thì anh em lúc này sẽ kiểm tra được đèn công tắc hoặc là relay. Đấy, hư cuộn dây hoặc là đứt dây gì đó, các bạn nối cho dây trực tiếp. Nhớ nó có con relay đèn. Được chưa? Rồi, có anh em nào hiểu không? Không hiểu thì lại hỏi, để lại comment ở phía dưới. Chúng ta nhìn thấy đây. Làm cái gì cũng vậy, anh em phải bắt nguồn từ gốc, tiếp tục lên tới ngọn. Gốc có rồi thì hãy đi tìm ngọn. Để cho vị trí cái thân ở giữa của chúng ta được vững chắc. Đấy. Rồi, có bạn nào hoặc là anh em nào quan tâm cái gì thì để lại comment ở phía dưới. Cảm ơn cả nhà. Để lại comment. Sơn Nam bảo không hiểu. Sơn Nam ơi, em là bậc thầy của Việt Nam rồi mà em cứ đùa ăn chay vậy Sơn Nam. Những anh em khác không hiểu thì anh còn công nhận em là bậc thầy rồi đó trai ơi. Em là bậc cao thủ cho Việt Nam rồi nhé. Rồi, tiếp tục. Rồi, mình sang con trong vòng khoảng 7 ngày nữa. Những anh em nào bình sang con thì anh em hãy vui lòng liên hệ với Đình Tuấn. Cảm ơn tất cả anh em bình sang con nhá. Bình sang con 7 ngày nữa nha anh em. Rồi, cái này ok bỏ qua nhá. Ok hiểu rồi, bỏ qua. Đấy, hy vọng rằng anh em hãy chịu khó đọc để chúng ta tìm thấy. Chỉ cần đơn giản các bạn rút relay ra đấu trực tiếp, đèn sáng là ok. Đó, nhớ bởi vì nó có con relay. Thank you. Rồi, mặt nhiệt độ thì đơn giản rồi. Mặt khởi động. Mặt khởi động thì ai cũng biết. Mặt khởi động thì tất cả côn tay trên những dòng xe S-Size hay Winner nó đều có con diode. Đấy, để khi mà về chúng ta về mo đấy, nó sẽ lấy mát, chạy lên công tắc khởi động. Đấy chưa? Khi chúng ta vào số thì lúc này nó ngắt mát, thì đương nhiên lúc này nó lấy mát từ cái côn tay ở trong có một sheet top. Đấy, ok.
Một ngày nào đó mà con xe này ở trạng thái N mo như kiểu ô tô ấy, tùy theo hộp số của nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, thì lúc này về mo anh em đề không được thì anh em hãy kiểm tra vị trí con diode nha. Đó. Còn nếu một ngày nào đó xe này còn số mà bóp cái côn tay mà không đề được, anh em hãy kiểm tra cái dây ở bên trong. Nó đơn giản như cái dây sit-top nha, nó được nối mát vào cái công tắc. Chúng ta bóp ra thì đương nhiên nó sẽ đóng mặt cấp mát cho công tắc khởi động. Thế thôi. Đấy, đó là mặt khởi động trên tất cả những cái dòng xe côn tay, Exide hay là Winner. Nó chỉ là cái gì đâu? À, cấp mát tới công tắc khởi động là công tắc đề. Những công tắc đề cấp mát hay là dập mát cho relay khởi động. Đóng tiếp điểm, motor đề quay. Còn đóng tiếp điểm này, motor đề cặt cặt thì anh em tư vấn thay than hoặc là thay luôn cả bộ. Đó là vấn đề của anh em. Trần Trung ơi, ngày mai có em trai ơi. Ngày mai về tới 50 bộ. 50 bộ để cho 50 anh em. Nha em trai. Rồi, cục định vị tìm xe ở đây thì đơn giản thôi, nó chẳng là cái gì cả. Bất kỳ một cái dòng xe Honda hay IA nào, anh em có sơ đồ này, anh em câu được hết chân. Bất kỳ một cái hộp nào cũng vậy, nó cần có 12V trực tiếp. Rồi, mát. Và tiếp tục nó sau khóa từ cầu chì thì hộp này sẽ hoạt động. Còn nếu có ba chân này nguồn vào mát, sau khóa không hoạt động thì hộp này có vấn đề. Còi chip, xi nhan trái phải. Rồi đây nó sẽ là sơ đồ nguyên lý hệ thống phun xăng điện tử. Đấy, được bao gồm cho anh em nguyên khối. Rồi một ngày nào đó mình hướng dẫn cho mọi người con IC này lên đường nè. Anh em chỉ cần chọt cho mình 3 phát, nếu bật lên không có cái gì à, hệ thống FI mất. Gọi là hệ thống FI mất. Mất. Anh em kiểm tra cho Đình Tuấn cái chân số 11. Nó như một con IC Novo 5, dương trực tiếp 12V từ cầu chì tổng 15A. Dây đỏ sọc trắng, nhớ chân số 11. Bật công tắc máy, dây màu nâu cấp 12V vào chân số 10. 9, 27, 26 bắt tổng. Nếu ở đây ba những chân này có hết thì tính tỏ con IC này lên được. Được chưa? Không cần phải hỏi bất kỳ một người nào. Các bạn hãy nhớ 10 sau khóa, 11 trước khóa và ba chân mát. Ba chân mát này chỉ cần một chân thôi. IC này lên đường. Được chưa? Cực kỳ dễ. Còn cái cả bảng góc nghiêng này nó đơn giản. Khi anh em mua phụ tùng Đình Tuấn, lâu lâu Đình Tuấn tri ân cho mọi người, tri ân cho khách hàng, tri ân cho anh em, thì có nghĩa là sao? Ký hiệu trên tất cả những dòng xe của Yamaha, dây sân biển, nó sẽ là nguồn 5V. 5V từ IC cung cấp để nuôi cho bộ ba cảm biến. Dây màu đen sọc xanh biển trên ký hiệu IA nó sẽ là dây mát chung cho cảm biến. Thì lúc này tôi sẽ có nguồn có mát từ IC cung cấp để nuôi cho cái cảm biến gốc. Thì lúc này các bạn trả tôi 5.000 thì lúc này tôi phải gửi về cho các bạn khoảng 500 đồng cho tới hơn 1.000. Thì lúc này sẽ ok. Còn bây giờ các bạn không cho tôi 5.000 thì lấy gì mà tôi trả lại cho các bạn những đêm online. Nó là thế đấy. Đấy, hiểu nôm na như là vậy. Thì cảm biến gốc này các bạn tuyệt đối không bao giờ rút cái rắc này ra, nối túc dây này qua dây kia được. Anh em muốn giả lập thì anh em có cái bulin chiết áp, anh em giả lập cho Đình Tuấn khoảng nửa vôn cho tới hơn 1V, 1V, 1.2. À, thấy chưa? Không có các bạn dùng cho Đình Tuấn hai con điện trở, các bạn thay vì cảm biến gốc này. Đó. Là ok. Ugh.
Rồi, trên dòng xe A kết thúc thì Tuấn chuyển qua cho anh em ít về SQM. Đây. Dòng xe Alibet 21-22, anh em lưu ý ở đây nó chỉ có gì? Hai con relay. Một con relay tắt máy là từ cảm biến gốc, dập mát cho nó, đóng tiết điểm. Và da dây màu đỏ sọc vàng cung cấp tới tất cả hệ thống cho tới relay bơm xăng. Đấy, đây, hai con relay. Được chưa? Một ngày nào đó, xe này mất đèn FI. Mất đèn FI nhưng còi đồ vẫn kêu. Các bạn hãy kiểm tra cho đi Tuấn cầu chì 10A. Bắt nguồn nó từ cái gốc này. EFI, cầu chì này ok. Phải đo cái dây đỏ này chạy thông suốt tới con relay này. Coi có thông hay không. Thông để im đó. Được chưa? Rồi, lúc này các bạn chỉ cần nhăn tay lẹ mắt, chẳng cần cái gì cả. Rút ngay cho con relay tắt máy ngay. Nối cho Đình Tuấn cái dây màu đen sau khóa. Đấy, nối xéo vào cái dây màu đỏ sọc vàng. Hệ thống FI hoạt động, lấy tiền. Ấy à, xe này không quan trọng về cảm biến góc nữa. Xe này bán có 3 triệu. Vít luôn cả relay tắt máy này cũng được. Đó là các bạn làm nhanh nhất. Còn không thì các bạn phải đi tìm tới cảm biến góc này xem chuột nó có cắn hay là không. Đầu tiên nhìn thấy dây màu đen, tương đương với trên cái dòng xe Kia, à Honda, nó sẽ là dây màu đen. Dây màu xanh nó sẽ là mát. Và cái dây màu đỏ, à sẽ là cái dây màu đen sọc trắng, nó sẽ là cái dây dập mát cho relay. Còn các bạn muốn giữ lại relay này, các bạn bỏ cả mấy góc này, các bạn nối cái dây màu xanh và đen sọc trắng lại là xong. Lúc này cả mấy góc các bạn không quan tâm. Rồi, nó chỉ là cấp mát cho relay, đóng tiếp điểm, nuôi cho tất cả hệ thống FI chạy vào IC chân số 1. Còn một ngày nào đó mất gì, mất bơm xăng thì cũng như thường lệ anh em thôi. Xe này giống xe Leaf và SCR đời đầu của Honda. Bởi vì nó có relay bơm xăng thì luôn luôn nó sẽ ngược vào lại với những cái dòng xe không có relay. Bơm xăng lúc này chờ lửa từ relay. Còn những cái dòng xe mà không có relay bơm xăng thì lúc này nó sẽ chờ mát từ IC dập cho nó luôn. Đơn giản, hãy kiểm tra cái mặt IC coi có cấp mát hay là dập mát cho relay không. Đó, ok. Đó, nếu nó chết thì các bạn bảo khách hay. Đấy, còn nó thông thì các bạn hãy kiểm tra con relay. Hai dây này 12V từ relay test máy. Chờ IC dập mát trong vòng khoảng 5 đến 7 giây. Đóng tiếp điểm, cấp 12V xuống, bơm xăng và kịp phun. Cái dây màu đen sọc cam. Ok. Cứ nhớ cuộn dây này không phân biệt, tùy chọn. Không cần phải đầu này dương hay đầu này âm, relay cuộn dây tùy chọn. Tiếp điểm này các bạn cũng hiểu nó là tiếp điểm tùy chọn. Dương vào thì dương ra, âm vào thì âm ra. Cứ đầu này sẽ là lửa, đầu này là lửa. Đầu này vào nó sẽ là mát, ra sẽ là mát. Cuộn dây không phân biệt âm dương. Kết thúc nha. Rồi, trên cái dòng xe của Ali Attila Venus, nó khác nhau một tí, có 3 relay. Mặt khởi động. Đây. Đấy, cái thằng này nó là sản xuất thêm cái này bởi vì xe này có hệ thống Alin. Alin Sitop. Đấy, cái đây là mặt khởi động, nhiều anh em khởi động không được thì buổi trưa nay nó hơi bị mờ so với cái điện thoại kia. Thì tối nay mình chỉ nốt cho mọi người mặt khởi động. Con relay này giống Jimway. Chúng ta miễn bàn bỏ qua. Alo, em đang live stream chút, có gì anh nhắn tin Zalo nhá. Alo. Alo.
Đây. Ok. Rồi, cái mặt này thì anh em đơn giản, cái công tắc đề nó sẽ là gì? Mát. Nha, mát sườn chạy vào công tắc đề, nhấn công tắc đề dập mát vào chân 25. Thì ở đây cái IC đương nhiên phải có nguồn có mát rồi. Nãy mình đã đây. Số 7, dương trực tiếp. Dương trực tiếp từ cầu chì EFI. Rồi số 1, 12V sau khóa, đỏ sau vàng. 3 giây còn lại, mát 9, 10, 2. Rồi, cái này sẽ bắt vào sườn. Con ốc T10, chẳng hạn như vậy. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ là gì? Nhấn công tắc đề, dập mát cho chân 25. Bóp xít tốt tay, cấp 12V tới chân số 13. Thì chân số 8, nó ký hiệu màu dây này nên anh em rất hay lộn. Cắm lộn vào thì toang IC ngay, chẳng hạn như thế. Thì lúc này chân số 8 là cái dây màu đỏ sọc vàng sẽ cấp mát cho con rờ le hỗ trợ khởi động. Đây, cấp mát vào cuộn dây. Đấy, bởi vì 12V rồi, hai cái dây màu đỏ sọc vàng anh em cẩn thận, đừng ghim lộn nha. Bởi vì anh em cứ nhìn thấy đỏ sọc vàng cứ nghĩ là lửa, nó làm nghịch đời như vậy. Thì lúc này IC sẽ dập mát cho relay hỗ trợ khởi động. Thì relay hỗ trợ khởi động lúc này chẳng có cái gì cả, đóng tiếp điểm cấp mát cho relay đề. Đây là cuộn dây. À, đóng tiếp điểm 12V xuống motor đề. Nhớ. Được chưa? Đó thì anh em chỉ cần lưu ý cái điều đó thôi, không có gì nhiều. Một ngày nào đó mất lận đề thì anh em hãy rút con relay khởi động ngoài ra. Hỗ trợ này. Đấy, anh em chọt trực tiếp vào đây xem nó đề hay không. Đó nhá. Đó. Nhớ rút con relay khởi động ra. Con relay khởi động này nó sẽ nằm ở bên sườn phải, chung với con relay bơm xăng và con relay chính. Ba con gần như nhau. Thì anh em nào cứ nhìn thấy cặp dây nuôi cho cuộn dây của cái cặp dây đó là màu dây đỏ sọc vàng, à, thì anh em sẽ biết ngay đó là relay hỗ trợ đấy, dập mát hay là cấp mát cho cuộn dây của relay khởi động. Thế thôi, rút ra đấu trực tiếp xem đề được hay không. Thôi relay ngắn thời lượng Đình Tuấn chia sẻ nó chỉ có hạn chế bởi vì thời tiết khá là nóng, không dám bật cái quạt to sợ nó ồn anh em. Thì mình hy vọng rằng mình mô phẩm cho anh em hai cái mặt trên cái dòng xe Exide đó, mặt đèn hay là cái dòng xe của SQM, Alibaba hay là Venus có chức năng cầm chừng 3S. Thì hy vọng rằng buổi livestream nhỏ nhoi này chia sẻ một cái kiến thức nó nho nhỏ. Hy vọng rằng anh em xem đấy, có hữu ích thì anh em phát huy cho cửa hàng. Còn cảm thấy không hay thì rất mong anh em bỏ qua cái clip video này trong cái buổi livestream trực tiếp trong cái trang fanpage này. Đấy. Còn anh em nào có gì hay thì anh em đóng góp, bởi vì bản thân thì Tuấn nó chỉ có tới đó thôi. Mình thì không làm được cái gì cảm thấy nó lớn lao, mình chỉ làm được cái việc nho nhỏ. Con xe vào mình bắt bận là phải chết. Xe vào mất khởi động ở đoạn nào là con xe phải xong. Thì đôi khi có thể là phải nhìn sơ đồ, nhiều con xe nó mới quá, nhiều con xe có thể là mình quen mắt. Bởi vì sao mình hướng dẫn nhiều cho anh em, thì mình quen những con relay đấy, mình nhìn cái chân, mình chịu khó đo kiểm. Và đặc biệt các bạn phải thuộc con relay hết. Dù con relay bao nhiêu chân, 5 chân, 4 chân, 6 chân, 7 chân, chúng ta nhìn lên con relay chúng ta phải biết đó là cuộn dây. Chúng ta sẽ biết đây là tiếp điểm. Hoặc là relay 5 chân thì lúc này sẽ có hai thường tiếp điểm, một hở và một đấu. Thì anh em sẽ làm được ngay. Còn bây giờ anh em phân biệt không ra relay cuộn dây hay là tiếp điểm hay là đóng mở thì hầu như rất khó. Chúc mọi người sức khỏe. Để Tuấn phải dọn cái tiệm và đồng thời tiếp tục ship hàng đây. Đấy, tiếp tục mình phải những cái toa hàng mình dọn cái tiệm cái đã. Đấy, không có gì. Thì nước thải hôm nay anh em ủng hộ hết một thùng rồi. Đấy, còn chút xíu nữa thôi. Đấy, thì anh em nào cần những cái quyển này mình tặng thôi nha. Bữa nay không buôn bán mấy cái này nữa này. Đó, tri ân mọi người về mọi người đọc. Còn những cái quyển cũ vừa rồi in nhiều quá, đấy, tặng nốt cho mọi người.
Đấy, những anh em này ủng hộ cái nhỏ nhỏ nhá. Rồi, còn anh em nào đêm nay mua cái máy server tool này thì anh em sẽ lấy ngay cái mô hình này về để chúng ta tập dượt những chân IC của Kenhin hay là những cục IC của Yamaha hay là của gì ở SH nhập. Còn cái này anh em muốn đấu tất cả những cái rắc để chạy tất cả cục IC của C đúng không ạ, hay là nô hay là cái gì, các bạn mua rắc các bạn cấy vào có tài liệu các bạn cấy vào ở Wajim Trung Quốc cũng được. Muốn chạy tất cả IC nào là các bạn đấu rắc vào. Mua máy tặng cho anh em cái thiết bị kiểm tra ECM này. Đấy, anh em nào ok nhanh tay cái buổi tối nay mua sửa một tool mới nhá, còn bảo hành 1 năm tặng tri ân anh em. Đấy, một cái mô hình để về nhà chúng ta biết cắm. Và tất cả ở dưới này sẽ là bullin chiết áp. Khi chúng ta tăng, giảm, nó sẽ xuất ra một cái điện áp to nhỏ tùy theo anh em chỉnh để chúng ta giả lập tín hiệu IAT, TBS, MAP, van guarantee tự động. Rồi ở dưới này sẽ là O2, cảm biến nhiệt, cảm biến góc. Và cái chỗ này nó sẽ xuất ra cái điện áp tùy chọn từ 0 cho tới 12V. Ở đây sẽ là 3 dây bơm xăng, kim phun ở mô bị sườn. Đấy, anh em nào ok thì chốt. Rồi, để tiếp tục mình set up lại cái tiệm cho nó gọn tí nha. Rồi, bắt đầu mình lên toa, thời lượng mình có thế thôi. Còn anh em nào chưa có nước tẩy rửa này thì anh em ở nhanh cơ hội ok luôn, mình lên toa luôn thì truy cập vào cái Zalo nha mọi người. Tẩy không trắng mình tặng hoàn tiền. Đấy, 5 lít mình tặng cho cái bộ tài liệu này, nếu anh em nào chưa có. Đây. Đấy. Tẩy mà không được trắng. Tuấn hoàn tiền lại cho anh em. Mua cái gì mua của Đình Tuấn thì các bạn cứ yên tâm về tiền bạc, nó không rơi. Đó, thì anh em truy cập vào cái Zalo này. Hoặc là anh em nào ok muốn về nhà bán lại cho anh em thợ ở kiếm ly cà phê thì anh em làm luôn 10 chai mình bao ship nha, 10 chai mình bao ship cho cả nhà. Rồi còn ít nữa thì anh em comment luôn. Đấy, để mình dọn tiệm cho nó gọn. Nồi côn cũng gần hết rồi. Rồi, mô bin cũng gần hết, mình sẽ ship nốt cho anh em. Đấy, nó còn khá là nhiều đồ trong kia. Thứ nhất là cái nước tẩy, nước thải, nước tẩy này đi. Rồi, anh em nào mua smart tool này bế ngay mô hình về nha. Rồi, mua smart tool bản cao bế ngay mô hình về. Sắt màu inbox, sắt màu phải mất tiền nha. Sắt màu, anh em mua sắt màu của 2022 anh em phải mất tiền. Đấy, tài liệu mới 2022 anh em phải mất tiền nha. Đấy, rồi, đây. Đấy, anh em nào ok làm khoảng chục can 2, 4, 6, 8, 10. Đây, hoặc làm 12 lon luôn nha. Để cho nó vừa cái thùng này mình ship luôn. Có anh em nào tay to không? Đêm nay có anh em nào hay làm máy xe ga xe số về nhà chia lại anh em thợ tay to làm một cái 3 hàng 43 12 chai luôn. Đây. Ok. Làm máy hàng ngày mà thì trước sau chúng ta cũng mua. Rồi, có anh em nào tay to ủng hộ 12 chai luôn. Em xin chào anh Lê Tuấn. Đấy, cảm ơn tất cả anh em. Đấy. Phạm Minh inbox Zalo. Rồi, thank you. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp. Bye bye.
Rồi, em xin phép offline.